hai ba vô. Hiểu ý nào hay là không dễ gì được. Kêu hiểu ý mà. Hiểu ý nhau rồi. Chắc mà mạnh lên Tùng. Dạ. Thấy nãy mời về em thấy muốn chấm nữa đó. Tú rồi chấm rồi Tú. Nhưng bữa nay cô nghỉ phải không? Bữa nay cô nghỉ phải không? Dạ, hôm qua nghe chị Nga nói bữa nay cô nghỉ mà. Ừ, cái nhà dẫn cho bác ấy làm miếng chứ.